cụ hình nhá, sao không ăn thịt nhá, chỉ có ăn kiểu như là rất là rau rác, ăn rau ăn rác thế ra đây ăn, thì là ngô thôi đấy, cho nên người đẹp lắm, người đẹp lắm. Em có cần tao cởi người ra không? Đây, năm nay ngoài 60 thì đây với body này. Này, nhìn đây này. 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 Nó được chim mô này. Ừ. Hả? Anh lần nào gặp anh cũng cứ đòi cởi đồ ra để anh khoe cái body của anh. Anh có cái gì mới hơn nữa. Anh đừng cởi đồ, cởi áo để khoe body nữa. Anh cởi một cái gì khác đi. Ví dụ thế. Cởi một cái khác thì không biết. Cái người nào mà thích cởi thì anh mới cởi trước nhá. Ví dụ em là thay vì như thế thì lần nghe lần sau này tháng mấy tháng chị đấy nha ông hình nhá. Cái lần nào gặp kiểu như là gặp cả đội mình ấy, tức là anh thay đổi đi. Lần này anh cho coi không, bây giờ không cởi áo mà phải quần đi, không chả cần ai mà thèm, cởi cái hầu bao đi ví dụ. Nhưng mà anh bây giờ anh không còn thích gì cũng cõi trần nữa, bây giờ anh thu hàng rồi, ví dụ thế tiền đối với anh không là gì cả, cho nên thôi anh tặng năm hết Tết đến anh phát cho các em đấy, phân ra phát ra. Tiền thì nói chung là anh không thiếu, nhưng mà chủ yếu vẫn là bao nhiêu thì tùy anh. Tùy anh bao nhiêu đó là tùy anh, có phải có cái quỹ chứ không, chứ bây giờ ta không gì? Phòng thân thì nay mai chết để ta chết à. Dâu ngô đây này, đây Hiền nó mua ngô nó phi thẳng cái lõi ngô vào mồm đây, nên đưa cả cái này sáng này ra 10 giờ ăn lõi ngô. Nhưng mà nhá, không đây này, đây tôi hỏi ông Thắng đây, ông mà bụng ông thế này thì mấy mà ông chết đây. Thì đấy, thì ăn thịt, thế do ăn thịt đây. Cho nên là cái người mà cầm tiền mà không ăn, bản lĩnh kinh khủng. Chứ em có tiền mà không ăn. Mà không ăn. Đấy mới là bản lĩnh. Bản lĩnh. Còn bây giờ ở đây thì lúc nào cũng bảo không biết là tuần sau uống gì, đang nghĩ tháng sau thì ăn cái này không kìm được đúng không? Có thèm không? Thèm, thèm đúng không? Thèm thịt. Thèm thịt à? Ừ, thế thì anh tư vấn cho là làm. Đây này, có mới giảm cân này. Hiền thế nào? Hiền nào? Không, Hiền. Đấy, bảo đây. Hiền cũng dạo này cũng body cũng đẹp đấy. Không kìa, còn Hiền lắm.